protein vé xem Blackpink bán với giá 20 triệu đồng, ban tổ chức khẳng định không hề có vé tuần ra thị trường. Xuất hiện nhiều tài khoản lừa đảo không vé concert Blackpink tại Việt Nam lên mức 20 triệu đồng trên một vé. Trong khi đó, ban tổ chức chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về sơ đồ chỗ ngồi, giá vé và khẳng định không hề có vé được tuần ra thị trường. Từ khi công ty YG Entertainment thông báo Blackpink mở concert tại Mỹ Đình, Hà Nội, hai ngày 29 đến ngày 30 tháng 7, mạng xã hội Việt Nam bùng nổ trước thông tin. Cư dân mạng đổ xô tìm kiếm tấm vé để xem màn trình diễn của nhóm nhạc nữ đình đám đến từ Hàn Quốc. Chi tiết về chỗ ngồi, giá vé chưa công bố. Trong khi đó, cổng mở bán vé được ấn định vào lúc 12 giờ trưa ngày 7 tháng 7. Theo tìm hiểu, dịch vụ săn vé nở rộ sau khi Blackpink thông báo biểu diễn. Thu Hà ở Hà Nội cho biết, cô nhận công 500.000 đến 2 triệu đồng tùy hạng vé và vị trí. Khách có nhu cầu không cần đặt cọc và chỉ chuyển khoản khi chắc chắn đã đặt được vé. Có nhiều trường hợp yêu cầu người mua chuyển tiền công trước để giữ chỗ. Trường hợp này rất dễ sẽ xảy ra tình trạng tiền mất tật mang nếu đặt niềm tin vào những seller, người bán lại vé không uy tín. Trên hội nhóm nhận đặt vé, nhiều người đã mất tiền oan vì gặp lừa đảo. Các tài khoản này dùng nhiều thủ đoạn khác nhau khẳng định đặt vé thành công tại Thái Lan, Singapore, Photoshop căn cước công dân để chiếm được niềm tin của khách hàng. Julie Phạm, thành phố Hồ Chí Minh đã bị lừa mất 300.000 đồng tiền công đặt cọc. Người bán sau đó đã chặn tài khoản cá nhân của cô ngay khi nhận được tiền. Thậm chí có tài khoản không ra vé lên mức 20 triệu đồng và một trai khách hàng bằng cách không cọc, chỉ nhận tiền khi mua được vé. Tuy nhiên nhiều người khẳng định đây là chiêu trò câu like, mức giá trên là quá vô lý. Theo ý kiến của nhiều khán giả đã từng tham gia các show diễn của những nhóm nhạc lớn từ K-pop, giá vé lần này có thể sẽ dao động trong khoảng từ 1,5 đến 8 triệu đồng. Ở các quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, giá vé các đêm diễn của Blackpink cũng nằm ở khoảng giá này. Ban tổ chức sẽ kiểm duyệt vé etiquette lẫn vé cứng rất chặt chẽ. Vé etiquette khi trao đổi mua bán rất dễ gặp rủi ro, nên các bạn hãy thật cẩn trọng trong việc mua bán. Hãy chủ động mua vé trên website chính thống. Nếu không may mắn, có thể hỏi thêm kinh nghiệm của fan club hoặc mua lại từ nguồn tin tưởng, chứ đừng tiếp tay cho vé chợ đen, kẻo tiền mất tật mang. Sáng ngày 29 tháng 6, đại diện ban tổ chức concert Pumping tại Hà Nội khẳng định không hề tuần vé ra thị trường. Hiện tại, thị trường có rất nhiều thông tin về việc ôm vé đặt cọc, tuần vé ra trước sự kiện. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, ban tổ chức hoàn toàn không có bất kỳ hình thức nào để đẩy vé, tuần vé ra thị trường. Vé sẽ chỉ được mở bán trên một kênh chính thức, rất mong người hâm mộ bình tĩnh và tỉnh táo. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!